mở van bằng giày á hả? Không thể tin được. Ui, hay quá vậy. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ thử mở cái chai van này bằng giày nha mọi người. Đây là chai van còn mới nha. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp. Cái nắp gì đây ra trước cái ra. Ui, cái nắp ra ra. À đây đây. Ừ. Nhét từ quần với xả rác người ta chửi chết. Xong, không còn nha. Bây giờ sẽ dùng chiếc giày này cho nó vào đây. Ôi chà, rồi dọn vào vách tường nè. Ôi chà, lên tường. Chết rồi, giày rồi, mày có sao không vậy? Lại nha, lại nha. Nó ra một xíu rồi nè, nó ra một xíu cái nắp bằng rồi nè. Để cái nắp bằng nó ra một chút rồi nè mọi người. Đó, bây giờ sẽ tiếp tục. Từ đây về sau á, có quên cầm cái đồ thui van á thì sử dụng cách này. Mày nghĩ là nó sẽ ra mọi người. Bây giờ nó lú lú cái nắp bằng rồi á. Hơi mệt, nghỉ tay một xíu à. Mỏi quá. Mắt tường ơi, xin lỗi mày nha. Tiếp tục nè. Bây giờ sót chiếc giày quá. Sót cho chiếc giày quá à. Nghe chưa, ghê chưa, ghê chưa. Ra nè, ra đường khúc rồi nè. Mọi người biết không, có mấy lần á hả, mày không có cái đồ khui van á, hay dùng cái dao hoặc là cái ốc vít á, mở bằng cách cái là chọt đẩy cái nắp bằng nó nằm vô trong chai á, uống như nào á nó nằm nắp bằng ở trong này luôn, nó không ra. Hy vọng rằng cách này nó sẽ ra và mình sẽ có một cái cách gọi là cách khui nắp van mới. Wow. Trinh, ủa mọi người nhớ nha, hôm nào á mọi người đi chơi hay đi đâu đó hay là ở nhà đi chăng nữa mà không có cái đồ khui nắp van á thì mọi người nhớ sử dụng cái cách này nha. Bây giờ thì đi tìm mồi thôi. Mang giày đó, chạy dép này Trinh, bây giờ mình đi tìm mồi. Đây làm chị chở đi. Bye bye, bye bye mọi người nha. Đi đi, đi. Cái đồ dép.